Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký một cái tài khoản là IZTA thuộc tập đoàn VinFast, kiếm tiền theo mô hình like và share ảnh trên Instagram nha các bạn. Thì để đăng ký cái tài khoản các bạn cần list phần link mô tả dưới video, mình mở cái link form ra bạn. Rồi dòng đầu tiên là username thì các bạn là cái tài khoản của mình đang đăng nhập các bạn. Các bạn ghi tên của mình đi các bạn. Rồi tiếp tục thì dòng thứ hai là password, giả xác nhận password các bạn. Rồi các bạn hai dòng chìa khóa này thì password xác nhận password các bạn. Tiếp tục name thì các bạn ghi họ và tên của mình nha các bạn. Vì tiếng Anh các bạn nên để không dấu các bạn. Rồi tiếp tục dòng thứ hai tiếp theo là các bạn là địa chỉ email của mình. Còn dòng tiếp theo phone number này thì các bạn điền cho mình là cộng 84, bỏ không đậu các bạn ghi số điện thoại mình vào 3299 31577. Rồi cái mã giới thiệu này các bạn để nguyên nha các bạn. Rồi bạn bấm submit nè. Sau khi các bạn submit xong thì có một cái mã OTP nó sẽ gửi về email của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ email của tất cả các bạn ra nè. Khoan các bạn chờ xíu các bạn. IZTA sao nó chưa gửi về tất cả thứ các bạn. Rồi, nó gửi về một cái email nè các bạn. No reply. Rồi, IZTA các bạn copy cái mã code này các bạn. Rồi các bạn bắt rip lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào một config nè. Rồi, các bạn config xong thì mình đã có một cái tài khoản trên IZTA các bạn. Thì video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp tiền vào đầu tư min có 20 đô rồi tối thiểu các bạn. Để các bạn kiếm tiền trên mạng xã hội Instagram bằng việc like ảnh và share ảnh nha các bạn. Ok, như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký một tài khoản IZTA đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.